À, xin chào các bạn nhé. Hôm nay Inox Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn một cái máy xay lá lếp công nghiệp. À, máy này thì bên Inox Thanh Hưng gia công sản xuất toàn bộ máy bằng inox 304, rất là dày dặn và chắc chắn. Và máy thì bây giờ đã hoàn thiện xong rồi. Và bây giờ mình sẽ test cái máy này tại xưởng và thử xay cái bó lá lếp này cho các bạn xem là nó sẽ xay nhuyễn như thế nào. À, đây là lá lếp mà mình để cả cây như thế này đây. À, để cho vào máy để xay thử. À, nếu như các bạn có nhu cầu về các cái loại máy xay lá lếp, lá dứa, máy xay rau má hay là máy xay sinh tố công nghiệp, hoặc bất cứ một cái sản phẩm nào được gia công sản xuất từ inox thì hãy liên hệ với lại inox Thanh Hưng qua số điện thoại ở trên màn hình 0908 312 438 hoặc là số 0904 646 238. Hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của inox Thanh Hưng, địa chỉ tại 63/8 Phạm Văn Giả, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Thì các bạn xem đây, chỉ sau mấy phút thôi thì cái máy xay này sẽ xay cái lá lếp là nhừ và nhuyễn như thế nào nhé. Đây các bạn nhìn ở bên trong đây, máy xay cái cây lá lếp mà để cả cây như vậy xay đã nhuyễn như thế này rồi. Và giờ mình sẽ xả cái van xả ở dưới ra, hay các bạn thấy rất là nhuyễn và cái màu nó rất đậm luôn. Nếu như các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với inox Thanh Hưng ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.